mặt dày là điều cần thiết để phát triển chắc chắn luôn, chắc chắn luôn. Không thế nào mà cuộc đời này bạn phát triển á, mà bạn không mặt giày được. Mặt giày xuất phát điểm từ cái chuyện là bạn phải chấp nhận để bạn làm sai. OK, đầu tiên mình sẽ, mình sẽ phân tích là tại sao trì hoãn hay là bạn nói là bạn muốn thay đổi cuộc đời của bạn á, cái kết quả nó không có được như cái mà bạn nói. Nếu như bạn đợi để làm việc theo cảm xúc Tức là bạn hứng lúc nào thì bạn làm lúc đó Hay là bạn cảm thấy là bạn phải cảm thấy ngày hôm nay có động lực thì bạn mới làm Thì câu trả lời của Nhi là bạn không bao giờ cảm thấy bạn có động lực để làm một cái gì hết như đã làm như đã làm nhiều video để nói về cái chuyện là Cuộc đời của bạn nó bắt đầu từ cái giây phút là bạn đặt một cái goal và bạn phải Massive action Massive action Tức là bạn không phải hành động nhỏ nhỏ Và bạn phải hành động rất là nhiều Rất là lớn và rất là dữ dội Để bảo vệ cái ước mơ đó của bạn một trong những cái tại sao bạn phải mặc dày nữa tại vì như nói với bạn phải biết là để bạn ở trên 99% những cái người khác bạn phải làm được cái điều mà 99% của những người đó không có làm được và nếu như các bạn hỏi như cái điều đó là cái gì nó tưởng tượng đây là núi và cái ngọn núi thành công này như gọi là trong ngọn núi này mình cho là đây là ngọn núi mà nhiều người cảm thấy đây là cái chỗ mà họ không có đi qua được tưởng tượng đây là bạn bạn muốn đi qua cái ngọn núi này tức là điểm b đây thành công thì cái hành trình bạn đi này nè một phần mà một phần trăm những cái người đi theo cái hướng này của bạn bởi vì 99% những người còn lại là họ ở đây nè. Và bạn phải biết là để cho bạn được ở cái vị trí này là bạn phải khác biệt với cái đống người này lắm. Đó cái trò ở đây nhân 99 lần lên là tụi bay sẽ thấy là đó Thì như hỏi bạn nếu như bạn không mặc giày Tin vô cái ước mơ của bạn Ai là người tin vô cái ước mơ của bạn Ai là người đi cái con đường đó cho bạn Ai là người muốn giúp các bạn Leo từ cái đỉnh A này qua cái đỉnh B Không có một anh tài xế Grab nào giúp bạn ngoài bạn hết Nên bắt buộc bạn phải là cái đứa ở đây nè Mặc giày Mặc giày này bao gồm Một, bạn phải chấp nhận là bạn khác biệt Khác biệt bao gồm bị ghét Tại vì mày mà ngược lại với lại 99 đứa ngoài kia nó sẽ chửi mày bị thần kinh Chấp nhận là mình khác biệt, chấp nhận là bị ghét Và chấp nhận là cái thứ mình muốn đến á, thứ mình muốn Hoặc là điều mình làm là đúng lại đúng nó có thể đúng cho bạn thôi chứ không phải đúng cho tất cả mọi người như nói á một cái người mà họ họ làm ăn họ buôn lậu chẳng hạn thì đối với họ họ cũng đang làm điều đúng vậy cho nên là cái chữ đúng sai ở đây như đã nói là không có đúng hay sai nó là theo cái quan điểm cá nhân của mỗi người đối với họ cái chữ đúng nó có nghĩa là gì thì như kéo lại cái lúc nãy mà như muốn cho các bạn nhìn thấy một cái hình mà tim không có share được cho bạn á thì đây là một cái người bạn sẽ luôn nghĩ là cảm xúc tốt để làm một cái gì đó cái bạn luôn nghĩ là bạn ở cái phần này nè là bạn luôn có cảm xúc rất là tốt để mà nhào vô làm một cái gì đó cho cuộc đời của bạn nhưng mà cảm xúc tốt này nó chiếm rất là thấp cái mà nó chiếm nhiều hơn trong cuộc đời của bạn á, lá này nè. Ờ, hôm nay mình đau lưng quá, đau mông quá, đau đít quá, mỏi quá, mệt quá, không muốn tập thể dục, không muốn vô chính chính đây đâu mới vô để có một ngày rớt cảm xúc tiêu cực. cảm xúc tiêu cực thì nó đến với bạn mỗi ngày luôn. và hầu như rất là nhiều người họ đợi vô cái chuyện là motivation này nè như gọi là đợi cho bản thân có hứng mới làm. Và như nói bạn không bao giờ có hứng để làm Bạn không bao giờ có hứng để làm một cái gì hết Cho nên nguyên cái bản này á Hãy dẹp đi đẫn đợi cho mình có cảm xúc tốt rồi mình mới làm Mà hãy tập trung vô là nếu như bạn muốn Bước qua được cái con đường mà bạn muốn đi Bạn phải chấp nhận được là bạn phải khác biệt với người khác Bạn phải chấp nhận được là Bạn sẽ bị ghét Và cái thứ bạn đi là đúng mình nó chỉ đúng với bạn thôi cho mọi người cái người mà đặt câu hỏi này với chị đây là cái quan điểm cá nhân của chị chị nhìn thấy em giống như cái người mà thích vừa lòng tất cả mọi người không biết so sáng này vũ trụ vẽ cho nhi cái này trong đầu để như ngồi như phân tích rồi để như vậy cho các bạn nữa đó. đó là người mà thích vừa lòng tất cả mọi người á họ là người không biết từ chối và không biết nói không với người khác họ là người có tổn thương lúc nhỏ và họ chưa có giải quyết đó là lý do tại sao họ thích đi ra và như gọi là people pleaser họ please tất cả mọi người họ không ranh giới giữa bản thân họ và người khác. Tức là ai đưa cho họ thêm áp lực họ cũng ơi ừ vậy đó, áp lực là cái bạn chọn, nhưng không phải là cái mà người ta thích quan cho bạn cái gì kệ họ. Cuộc đời thích cho bạn cái gì là ông trời em cho bạn. Bạn là người quyết định là bạn muốn lấy bao nhiêu cái áp lực từ cái cuộc đời này. Luôn dùng những câu vô nghĩa khi nói chuyện với bản thân ví dụ như tôi kém cỏi tôi không xứng đáng, tôi không nên có người yêu, tôi là một cái con không ra gì, tôi là người tầm thường cho nên tôi bị người này người kia coi thường chẳng hạn như vậy. Quan tâm đến người khác chỉ rõ và ý kiến về bản thân của bạn rồi bạn cũng đi tìm sự chấp nhận từ phía ngoài bởi vì chính bản thân của bạn mà không có chấp nhận bạn mà không có yêu thương bạn bạn đi tìm và bạn please tất cả những người xung quanh của bạn rồi bạn tự ti và bạn không coi trọng bản thân của mình bạn rất là disrespect vô cái bản thân của mình bạn không có một cái lòng tự trọng là hết bạn không có coi người mình như là một cái quần gì hết thế. và chỉ đi thu hút những người thích lấy đi cái thời gian của bạn lấy đi thời gian nè tiền nè như gọi là những cái người mà họ lấy đi cái này của bạn là thời gian nè tiền nè và đặc biệt là năng lượng nè đó là lý do tại sao bạn luôn cảm thấy là mình áp lực nhiều quá tại sao mình luôn có cái anxiety là mình luôn lo lắng về tương lai rồi mình luôn cảm thấy mệt mỏi rồi mình luôn cảm thấy mình chưa có đủ cho tất cả mọi người đây là những người như gọi là people pleaser như tầng như vậy như tầng là một người chăm sóc tất cả mọi người xung quanh và chẳng coi mình ra cái gì hết mình đến bây giờ như vẫn chăm sóc tất cả mọi người Don't get me wrong, nếu như những ai mà làm việc kệ cận với Nhi, họ nhìn thấy rõ nhất là Nhi luôn chăm sóc cho người khác nhiều hơn nhì tim của như mà ở xung quanh như luôn để các bạn ở trên như hết ờ, nhân viên của như mà xung quanh như luôn để các bạn ở trên như và thậm chí gia đình của như vân vân như luôn thấy được bản thân của mình là mình luôn không phải là như làm như vậy là để như vừa lòng những cái người đó mà như làm như vậy bởi vì như thật sự muốn quan tâm và yêu thương những người xung quanh nhưng nó phải có cái ranh giới ví dụ như có những cái lúc như thấy mệt như thế nói với bạn tao mới đi ra ngoài đâu tụi bay đi chơi đi chơi đi tao đi ngủ nếu như Nhi của hồi xưa là Nhi sẽ cảm thấy trời ơi tại sao mình lại quá đáng vậy Mình để cho tim của mình tự đi chơi rồi tự mò mẫm rồi quá đáng quá Đáng lẽ mình là chị làm gương mình phải dắt tụi nó đi chơi phải giới thiệu chỗ này chỗ kia Nhi đến một cái độ tuổi mà Nhi học được là không nhất thiết Nhi phải đi với họ tất cả mọi nơi để Nhi thể hiện cái tình yêu thương của Nhi đối với họ Tại vì Nhi cũng là con người và có những lúc Nhi mệt Nhi đi làm việc rất nhiều cái năng lượng của Nhi một ngày dành cho doanh nghiệp, dành cho tất cả mọi người là hầu như ngày nào tối nào như về nhà như nói các bạn như đặt lưng xuống là Nhi đùng là như ngủ không có đau đầu không có nhức đầu không có suy nghĩ tư duy gì hết đó bởi vì buổi sáng đẩy tạ thì thấy... nguyên một ngày đi làm việc chết chích... rồi không thể nào mà tối tới còn sức mà có thể nằm mà anxiety với lo lắng với lo sợ được hết á thì cái mà như muốn ghi ra đây để cho bạn hiểu được là bạn muốn tăng áp lực lên ở cái phần nào tại vì nếu như ngày hôm nay bạn đang là people pleaser á là cái người thích đi vừa lòng tất cả mọi người á thì bạn có tăng áp lực ở nào đi chăng nữa bạn cũng không bao giờ đủ hết đó như nó nói là Ông trời không bao giờ cho bạn cái vấn đề mà bạn không có khả năng giải quyết Ông trời luôn cho bạn cái vấn đề vừa với khả năng của bạn Và nếu như ngày hôm nay ông trời chỉ cho bạn khả năng giải quyết những cái việc rất là nhỏ Tức là bạn chưa đủ trình độ, chưa đủ khả năng và chưa đủ sức chịu đựng để làm một cái gì đó lớn hơn Trách nhiệm của bạn là bạn phải hỏi bản thân mình là mình có muốn nhận nhiều trách nhiệm lớn hơn không Ví dụ như nói bạn là dừng đi kiếm tiền đi 365 ngày kế tiếp này đi vòng quanh Việt Nam chẳng hạn đi bộ vòng quanh Việt Nam rồi cứ đi giống như mấy thầy đi xin đồ ăn vậy đó không phải xin đồ ăn mà gọi là đi khắc thực vậy đó tức là đi tới nhà nào rồi đi hai ba bước dạ chú tập mặt dày lên thử cái đó cũng là một bài tập vậy hoặc là làm một cái gì đó ví dụ như một năm này mình cam kết với bản thân mình là mình phải tiết kiệm được 2 triệu để mà mình mua cây trồng rừng chẳng hạn hoặc là năm nay mình hứa với bản thân mình mình sẽ đặt ra một cái project là trong từ giờ cho tới tết mình dùng cái tiền thưởng của mình thay vì mọi khi mình đi mua đầm mua áo váy ba cái đồ vớ va vẫn mình dùng tiền đó để mình đi mua gạo hay là mình đi giúp người miền trung chẳng hạn vân vân tất cả những cái đó nó sẽ làm cho cuộc đời của em bắt đầu chịu trách nhiệm và tăng áp lực lên một chút tại vì em không có lặp đi lặp lại những cái áp lực vô duyên và tạo lao mỗi ngày nữa em tăng nó lên một cái tầng mới em cho thế giới thấy là a à, ông trời con sẵn sàng nhận thêm áp lực rồi đó con chọn cái điều con hy sinh và con cảm thấy hạnh phúc vì cái điều con hy sinh đó thay vì mọi khi con vô bổ thì bây giờ con chọn thời gian đó con làm cái điều tử tế hơn vậy thôi ai là gì và ai hoạt động như thế nào các bạn luôn nghe cái câu mà người ta gọi là trí tuệ nhân tạo thì cái trí tuệ của chúng ta nó ở đâu các bạn ở trong não bộ đây cứ cho đây là cái não được giờ nhí biết là như vậy não không có đẹp lắm nhưng mà các bạn cứ hình dung đây là não mỗi người chúng ta có một bộ não và mỗi người chúng ta có một khả năng học về kiến thức khác nhau ví dụ có người thì não màu này có người não màu kia có người giỏi hát có người giỏi vẽ có người giỏi toán có người giỏi văn được cho mọi người rồi như cứ vẽ tưởng tượng đây là toàn bộ não bộ của mỗi con người khác nhau đi hãy chúng ta lại quay qua với ai đầu tiên chúng ta phải giải thích là trí tuệ nhân tạo là cái gì trí tuệ đầu tiên nó ở trong cái bộ não hãy tưởng tượng đây là cái bạn bạn thứ nhất tên là nhi bạn thứ hai tên là tí bạn thứ ba tên là bong bóng dạ yeah. Nói chung là tụi bay có tên có tuổi đó, đó Tất cả chúng ta đều mang một bộ não Và tất cả chúng ta đều mang một cái tên họ giờ chưa? Vì chúng ta gọi là dán nhãn ra ngoài đường tên của Nhi là Thảo Nhi, ví dụ như vậy các bạn, hiểu chưa? Nhưng mà cái não của Nhi có giống cái não của các bạn không mấy bạn? Không. Chúng ta không giống nhau. Não của bạn khác não của Nhi. Cách tiếp thu kiến thức của bạn khác cách tiếp thu kiến thức của Nhi. Rồi để cho những cái não bộ này mấy bạn nó nói chuyện với nhau á, chúng ta cần gì? Chúng ta cần ánh mắt, chúng ta cần cử chỉ, chúng ta cần cảm xúc, chúng ta cần ngôn ngữ, chúng ta cần nói chị hãy tưởng tượng như ngày xưa. Bạn đi hẹn hò với nhau đi, bạn cần phải giao tiếp với nhau đến một cái thời gian nhất định để các bạn có thể hiểu nhau và yêu thương nhau đúng không? Ok, thì chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng nó qua cái cái tiếp mà như gọi là giao tiếp nè. Đi đầy qua đài đầy qua đầy phải không các bạn? Dạ rồi cũng tương tự như vậy, ví dụ như thằng tí nó muốn nói chịu với con xấu xí này đi chẳng hạn á thì nó cũng phải dùng tương tự như vậy, tức là nó phải nói chuyện với con này, xong con này cũng phải giao tiếp lại với thằng tí này để tình yêu được nảy nở, để kiến thức được trao đổi, rồi ví dụ như cái con xấu xí này nó muốn kết bạn với con bong bóng này đi chẳng hạn thì nó cũng phải làm y vậy hình dung ra chưa các bạn? Dạ, yeah, đó, đó là cái cách mình não của chúng ta giao tiếp với nhau đúng không? nghe nói chuyện bạn, bạn nói chuyện Nhi, bạn đang coi video của Nhi, cách để bạn lấy những cái thứ bên trong trí tuệ của Nhi qua đó là bạn coi video của Nhi để Nhi có thể chia sẻ cho bạn và bạn nhận vô trong đầu. Rồi kiến thức cơ bản phải không? Rất cơ bản phải không? Trí tuệ nhân tạo là cái gì? Cũng một cái đầu như vậy ở trong cái máy tính nó cũng thông minh như con người thông minh như con người tức là làm sao ví dụ như cái con xấu xí này nè nó đọc hôm nay nó đọc được một cuốn sách được chưa nó biết nấu ăn được chưa nó biết công thức pha chế rồi làm gì nữa rồi nó cũng học về làm web được chưa rồi nó học về thiết kế đồ họa thì thay vì nó là con nhi nó lên youtube nó phải mở một cái kênh youtube channel đây được chưa để làm gì để nó dạy những cái đống kiến thức mà nó có này nè bởi vì nó là một cái cổ máy được chưa cổ máy tức là nó dùng cái đầu của nó vậy nè nó đi thu lượm hết thông tin từ google từ internet này nọ nên cái đầu của cái con xấu xí này nè nó trở thành một cái trí tuệ thông minh anh dung ra cho các bạn nhưng mà nó không cần phải tạo một cái youtube để nó dạy bởi vì máy tính cái kinh khủng nhất là nó có thể cái con xấu xí này nè nó có thể giao tiếp như vậy nè giờ nó giao tiếp lên xuống vậy nè với một cái đầu khác với một cái con máy tính khác trong lúc bạn đi ngủ mấy cái máy tính này nó nói chuyện với nhau nè nó giao tiếp với nhau nè cũng giống như con người vậy chỉ khác nó cái là nó là máy thôi và tốc độ của nó có thể nhân lên tới 10.000 lần tức là thay vì bạn mất thời gian một ngày để bạn dạy cho con bạn một cái gì đó cái sự kinh khủng của AI như dùng nhiều mà kinh khủng tại vì các bạn phải biết đó, trong một vài giây hoặc một vài phút thì cái não của cái con xấu xí này nó có thể truyền qua tất cả những cái não của những con khác chứ không phải là nó phải mất thời gian ngồi xuống như vậy ngay để nói chuyện với tụi em nhìn dung đấy chưa đó gọi là ai đó là lý do tại sao một con robot nó có thể học chéo của một con robot khác con robot này mà update được tất cả những con robot khác nó cũng update con robot này mà được học kiến thức này là tất cả những con robot khác nó được gặp nhật kiến thức chị nói ví dụ em đã biết chat gpt rồi á hay là em đã biết gemini của của google rồi ấy, thì em sẽ thấy là Em chỉ cần bỏ một câu hỏi ví dụ tâm lý học là gì Thay vì em hồi xưa em phải đọc hết tất cả sách tâm lý học để em đưa ra một cái lý thuyết tâm lý học là gì đi Thì cái con não này nè, cái não mà nãy giờ chúng ta nói trí tuệ nhân tạo này nè Nó sẽ đưa cho em hết lịch sử sổ sách tại vì nó học rồi mà nó nạp vô đầu nó hết Nó đưa cho em hết dẫn chứng tâm lý học là gì, nó đến từ đâu, tại sao người ta tìm được những thông tin đó rồi tại những thứ bạn cần biết Cái câu, câu trả lời của chị cho em là Với một cái người bình thường cho đến tầm thường như chị mà chị bắt buộc chị phải học để hiểu AI là cái gì và chị đang dùng từ rất là layman layman tức là dùng từ rất là dân giả để dạy cho tụi em á thì tụi em phải hiểu là một người bình thường có thể học cách sử dụng nó được chị đang giải rất, rất là đơn giản em hình dung ra rồi mà Chứ như hỏi mọi người đã hiểu AI là gì chưa hiểu ra rồi, rồi ok rồi xong một câu rồi đó tại sao phải nói cái gì người ta thích nói cái gì thì nói cho mấy người bộ ngày mai tụi bay chửi tao là con heo con chó con gà con vịt là đồ là chắc là buồn hả vô phước kệ bả con nhiễm được mọi người cao như con dán con trùng trùng con tóc con nhái con gà con vịt con heo kêu nhi con gì cũng được hết á bạn kêu con gì bạn vui cũng kệ bạn bạn biết sao nhi không không buồn không tại nhi cứ mỗi lần nhi buồn nhi mở cái tài khoản ngân hàng nhi ra nhi ngó cái cái nhi vui à hiểu không đứa thôi ai kêu nhi con gì cũng được hết và bạn cũng vậy cái thứ duy nhất mà bạn nên buồn đó là cái tài khoản ngân hàng của bạn đang có bao nhiêu đồng không phải là ai đó nói vô phước khi biết bạn trong cuộc đời Ai vô phước kệ họ <laughs> Bạn có phước không? Tự mình thấy phước không? Mỗi lần như buồn quá mọi người cái gì vô như mở mở tài khoản người Trời ơi Buồn quá Lại xuyên tiếp Ông trời luôn gửi cho bạn những cái món quà để cho bạn nhận thấy được là bạn muốn trưởng thành bạn phải leo qua cái món quà đó Nếu như ai đó hạ bệ bạn và bạn để cho cái sự hạ bệ đó dừng thực hiện ước mơ của bạn như lặp lại nè các bạn coi kênh như các bạn sẽ thấy rất là nhiều người vô tấn công nhân nhan sắc của ngay biết không? Sống quách mà cộng đời làm youtube con này là con nào giàu vậy sao không có bỏ tiền đi đập mặt đi làm cái gì đi giọng chói quá giọng cháy quá người miền trung quá hổn quá các bạn nghĩ như để cho những người đó được định vị như là ai và nói với nhi là nhi là người như thế nào để như dừng chuyện làm youtube các bạn không bao giờ Tại vì Nhi mà để cho những người đó quyết định là đời của Nhi là Nhi có nên tiếp tục làm Youtube hay không á Các bạn không bao giờ có công Nhi Lê vẫn còn ngồi đây ngày hôm nay Để có cái nút bạc Để tiếp tục cái hành trình làm Youtube và dạy học Để cho đi những cái thứ có giá trị Và không đòi lại một cái gì hết Đó là cái thứ bạn phải học Đó là cái thứ bạn phải biết Đây chính là cái khó khăn mà người ta nói đến nè các bạn hay nghe người ta nói rất là khó để làm giàu, rất là khó để leo lên cao. Cái khó nó đến từ cái đó đó. Đó là từ sự tấn công của người khác từ sự hạ bệ của người khác, từ sự gan ghét của người khác, từ sự xá xác bạn. Từ cái giây phút bạn để cho người khác xá xác bạn, coi bạn như những cái gì mà họ nghĩ trong đầu. Bạn cho người ta thắng rồi. Các bạn nói như chảnh, các bạn nói như kiêu ngạo không phải. Như phân biệt được như thế nào gọi là rào cản. Như phân biệt được như thế nào gọi là tôn trọng bản thân của mình. Như phân biệt được như là ai. Như biết như là ai, như biết như có giá trị gì. Như biết như không cần phải đập mặt đi xây đi sửa lại để như có thể có quyền được làm YouTube. Không có ai tới đây để nói với như là như phải có những cái nét đẹp chuẩn mực như vậy để như làm YouTube hết. Nhưng không, vẫn có người tấn công như những cái đó. Ok, nếu bạn hỏi nha chị Nhi làm sao đi như điêu được với cái đó. Đó rồi đó, mở tài khoản ngân hàng lên ngó cái cái hết hồn cái là tự nhiên cảm thấy cuộc đời cân bằng lại liền. tự nhận ra là ông trời ông cho mày xấu để mày tập trung đi kiếm tiền đó nha chứ mày đẹp thì các ngày nào mày cũng đi với trai đó. Hơn quá mày xấu cho nên là giờ trai nó đi kiếm mày chứ mày không phải đi kiếm thằng nào hết. Các bạn phải tự hỏi bản thân là tại sao nhiều người muốn làm việc muốn ở với nhây, muốn tiếp xúc với nhây và muốn gần nhây. Mới bị ba nói một cái, mẹ nói một cái, ông hàng xóm nói một cái, đứa bạn nói một cái, cái giấy đanh đạch lên như cá vậy. Vậy buồn quá chị ơi, bọn ơi. bộ mày bùng những người đó quan tâm người đó đó quan tâm trời đất ơi. Giờ mày hỏi con tao con tao sẽ nói tao, tao đẹp nhất con tao hồi nhỏ nó chưa có quen với cái chuyện nó không hiểu tại sao tao với nó bị đối xử phân biệt dạo này nó đi du lịch với chị nhai nhiều mà nó biết là nó kiểu như mắc cười lắm nó nói mẹ tại sao tất cả mọi người là không tin con là con của mẹ con là con của mẹ mà không nít mà nó dễ thương lắm mọi người biết tại sao tại vì cái bách bo của nhi với nó khác nhau rồi cái tên của nó cũng là tên tiếng anh tên của nhi là tên tiếng việt nó cũng nhìn hình hài không giống nhi một cái điểm nào hết á hai mẹ con đi ra đường người ta cứ tưởng như bắt bắt cóc con nít không à hiểu không các bạn biết đi qua cửa hải quan rồi nhìn con mẹ với không con không giống nhau mẹ gì hết á cho nên là cứ tưởng là bắt cóc nít thiệt là bất bình tại sao người ta không tin tại sao cũng cứ giải thích với mọi người đây là mẹ con mà không ai tin lần sao dễ thương lắm nhìn thấy nó giải đành đạch vậy cũng dễ thương á. nhưng mà các bạn biết rồi nhi cũng phải dạy cho con như là mọi người đánh giá con qua vẻ bề ngoài của con mọi người đánh giá mẹ qua vẻ bề ngoài của mẹ chỉ để nhắc nhở con một điều đó là hãy đừng sống như đã là cái thế kỷ nào rồi mà chúng ta nhìn phía ngoài để đánh giá một con người chắc tụi nó quan trọng tụi bay đọc comment tụi nó chửi tao tụi bay còn 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 cảm thấy bức xúc nữa đúng không chị như em đọc em còn bức xúc sao chị Nhi không bức xúc bức xúc gì à em trời ơi ba cái đồ yêu mày thấy ăn tụi nó chán. nãy tao nhẹ nhàng tao vô tao nhấn nút block chứ mấy và tụi nó còn nghĩ đó là vô hài hước nữa cái đó gọi là vô duyên và ngu sủng nhau hay Hê hê não em teo lắm chị ha <laughs> làm sao để em được như chị ha <laughs> cái gì vậy trời đã dốt đã ngu xuẩn rồi còn đem cái đó ra để làm trò cười cho bản thân bạn nghĩ như vậy là ngầu bạn nghĩ như vậy là sang bạn nghĩ như vậy là chảnh không bạn tạo cơ hội cho người khác éo có muốn giúp bạn luôn và như chỉ có nhẹ nhàng đi vô như nhấn nút block thôi chứ như không làm gì hết á đừng có quên là like share và subscribe cái kênh của nhà nếu các bạn coi hết video của nhi và tích những cái điều như đang làm tiếp tục lan tỏa những người khác